họ thiếu đi độ chính xác trong những pha chuyền bóng và tạt bóng. Đây là rồi, bàn thắng thứ 3 của Denison Junior cho câu lạc bộ Hà Nội. Đứng trước bóng đó là Văn Quyết và Hài Lòng. Những phương án tấn công đang gặp bế tắc, những tình huống cố định sẽ giúp cho câu lạc bộ Hà Nội tiếp cận khung thành đối thủ một cách nhanh nhất. Đưa bóng vào, đánh đầu. Người chạm bóng vẫn là Bruno. Cầu thủ có chiều cao là 1m90. Tiếp tục là pha bóng của Bruno. Rất dũng mãnh. Đúng vai trò chỉ huy hàng thủ lúc này. Chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua thì những ngoại binh của Hồng Liên Hà Tĩnh đã không làm tròn nhiệm vụ. Nhưng trong trận đấu này họ đang thi đấu đầy nỗ lực để cố gắng kéo đội bóng đi lên. Hùng Dũng. Phải nói là tinh thần thi đấu trận đấu này của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là rất tốt. Văn Nam. Lê Văn Xuân có khoảng trống. Không được, đường truyền đã sửa lưng các đồng đội. Tâm lý của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội đang bị vội vàng và họ thiếu đi độ chính xác trong những pha chuyền bóng và tạt bóng. Đây là rồi, bàn thắng thứ 3 của Denison Junior cho câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng được ghi ở phút tiêu thứ 67 đã giải tỏa rất nhiều những áp lực. Denison Junior vẫn cho thấy cái duyên ghi bàn của mình. 3 trận liên tiếp đều có 3 bàn thắng. Điều đó được nói, phong độ ghi bàn của Denison Junior là rất cao. Chúng ta cùng xem lại pha thoát xuống này. Một pha cài người và sau đó là dứt điểm rất quyết đoán của tiền đạo người Brazil. Trước đó thì chúng tôi đã nói đến những chất lượng quả tạt, và vừa rồi là Xuân Mạnh đã có một tình huống tạt bóng chính xác. Anh Xuân Tín có thể thấy là tình huống cài đè cực kỳ khôn ngoan. Đường truyền đưa bóng ra phía sau hàng phòng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và lúc này chúng ta không thấy hai chiếc bóng áo đỏ như thường lệ nữa. Và trong trận 1-1 thì Denison Junior là người chiến thắng. Bây giờ là hai sự thay đổi người tới từ câu lạc bộ Hà Nội. Người vào sân đó là Văn Tùng và Đình Hai.